Phòng làm việc của Mục chỉ đăng video, bối cảnh trang phục không có gì mới. Có vẻ anh chàng rất chấp niệm với buổi đi chơi này đó các bạn. Bài hát trong video của Mục chỉ cũng không có trong album nhạc nào mà anh ấy chọn. Chỉ có album của Blackpink đây là nhóm nhạc mà Tuyên Lâm rất thích. Bài hát này là trên trên Downwind và Tuyên Lâm đã đăng trước đây. Nhưng đoạn mà Mục chỉ đăng là đoạn khác. Cùng nghe và xem lời bài hát trong video của Mục chỉ nhé. Tôi nói tôi rất chấp niệm với bài này khi tôi để nó trong các video đăng trên siêu thoại của cặp đôi chỉ Lâm trước đây. Rất nhiều bạn nói bài hát này rất hợp với Mục chỉ và ghép với câu chuyện giữa Mục chỉ và Tuyên Lâm. Tôi rất bất ngờ khi Mục chỉ sử dụng bài hát này trong video mới của anh ấy. Có thể do tôi quá chấp niệm thôi, nhưng tôi thật sự thấy vui. Bạn thấy điều này có thú vị không? Hãy để lại bình luận và đăng ký kênh của mình để nhận được những thông tin mới nhất về cặp đôi.